thưởng khúc nha. Quán gì vậy? Gà đua bị thua. Check the mic and make sure it sound right, boys. Lưng đó là rất là quen thuộc. Cái này là anh Thành Rio Wash. Đây là cái nhân vật mà đã rủ mình vào con đường nghiện ngập, đã rủ quến mình vào con đường chơi xe tốc độ. Ngày hôm nay mình đi mua một số cái dụng cụ để vệ sinh và bảo dưỡng xe để tự làm ở nhà. Mua một số cái đầu tuyết với mấy cái khâu để gỡ xe, làm cái nồi con AV này lại. Nói chung cái chuyện làm nồi nó dễ lắm, nó không có gì khó. Chỉ tại do chúng ta không có đủ đồ nghề làm á, đâm ra mình ngại gỡ ra thôi. Chứ mấy cái đó nó cũng dễ. Đây là đường Lý Thường Kiệt. Thời điểm này bây giờ nó hơi đông chút xíu. Anh em mình đang đi đến chợ Tân Thành các bạn. Chợ Tân Thành thì quá nổi tiếng trong với anh em chạy xe rồi. Phụ tùng xe, độ chế gì là sẽ gặp nhau ở ngoài đó hết. Nhưng mà cũng phải biết mối mà lấy hàng nha. Chứ anh em ngơ ngơ như mình đi, mình rất là ngơ, mình vô đó là ăn hành luôn á. Người ta sẽ chặt các bạn nát bấy. Thấy không? Thấy cái kiểu chạy này không? Đó là cái kiểu chạy mà Sài Gòn Phan Thiết 2 tiếng rưỡi đó. 2 tiếng luôn không chừng. Đợt đó mình đi với ông này là Sài Gòn Phan Thiết 3 tiếng. Lúc đó mình chưa mua mô tô, mình chạy bằng chiếc này thì max speed lên được có 110 à.
ngày xưa nó được 120 luôn á, nhưng mà dây cu ro bị trùng rồi đâm ra là nó hơi cùi. Cái chiếc Vario này ảnh đi giao cho khách, anh Thành làm về detailing, rửa xe chi tiết, chăm sóc xe, phụ dưỡng nhựa, rồi dọn xe, làm nồi các thứ thì cũng có nhận làm luôn. Anh làm thì khá là có tâm, nên là ai có nhu cầu thì có thể liên lạc. Có nhận giao xe tận nhà, như là bây giờ đang đi giao xe tận nhà đây. Ông này có cảm xúc ghê, rất kình boy chứ mà cũng lễ phép quá ta. Rồi chúng ta đã vào được chợ Tân Thành rồi đây. Thấy không các bạn, nghe ùn 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 mấy cái tiếng này là bạn biết đã tới nơi rồi đó. Đây là thiên đường cho anh em luôn, cái gì cũng có. Mua xong rồi đi về thôi, tại vì chỗ buôn bán nên cũng ngại quay phim. Những dụng cụ đã mua được sẽ xuất hiện trong những video lần sau anh em nhé. Ủa cái phụ của anh mới lên là tên là gì? Jim thôi, phụ của clip V2 á. Cái clip V2 mới sau này á. À. Cái phụ V1 nhưng mà V1 cũng đâu có hành á. Kéo thử một khúc nha. Có gì vậy? Lỗi quá. Phải chờ càng chứ.